Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Bây giờ Hoàng Mai sẽ đến khu du lịch tắm khoáng Kim Bôi Hòa Bình mọi người nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy cùng Hoàng Mai vào phía bên trong để chúng ta cùng khám phá về ẩm thực và về những cái nơi để chúng ta tắm các bạn nhé. Hoàn cảnh ở phía bên ngoài của khu nghỉ dưỡng các bạn nhé. Và đây là khu khách sạn mọi người nha. Khi chúng ta đến đây ăn uống xong thì chúng ta nên thuê khách sạn để nghỉ ngơi một vài tiếng thì chúng ta sẽ xuống tắm. Mà giá thì cũng rất là rẻ các bạn nha. 7 giường mà có 300.000 3 tiếng. Rất là thuận lợi cho các gia đình mà có con nhỏ. Đưa các cháu về đây để tắm và vui chơi ở nơi này các bạn nha. Đây là khu resort người có công với cách mạng. Với Bôi thì về đây để nghỉ dưỡng các bạn nhé. Bộ đồng phí xã hội của người có công. Mình nghĩ ở đây là nó rẻ hơn so với ở dịch vụ của ngoài. Đúng rồi, chắc chắn như thế. Đó, mọi người ơi, Hoàng Mai đang đứng ở trước cửa nhà hàng Bếp Mường mọi người nhá. Đó, hôm nay Hoàng Mai sẽ review đồ ăn tại nhà hàng Bếp Mường. Xin mời mọi người hãy vào bên trong để xem nhà hàng Bếp Mường có những cái món gì mọi người nhá. Đây là thịt dê đây các bạn anh. Đúng rồi, đây là dê tái này. Đây là dê tái này và đây là thịt dúi này. Đây là thịt dúi này. Ôi, dúi hấp lá chanh mọi người nha. Mời cả nhà nhá. Đây là chả này. Đó, và đây là canh cua. Và món rau sắn này là cỗ Mường mọi người nha. Và cuối cùng là đĩa thịt trâu xào lá lốt mọi người nha. Đó, đây là món thịt trâu xào lá lốt. Rất ngon các bạn. Mọi người hãy cùng chung vui thưởng thức với Hoàng Mai nha. Rất là nóng hồi hồi các bạn. Đó các bạn ạ, gặp nhau tay bắt mặt mừng vui lắm, chúc chén hò hát rồi trêu đùa nhau vui lắm mọi người nhá. Đó, đi tập thể như thế này thì rất là vui. Các bạn ấy nhìn này, bà ấy ăn nhiệt tình quá, chẳng nói được câu nào. Đồ ăn vẫn rất là nóng và ngon. Đó, các bạn ấy nhìn nha. Gắp rất là nhiệt tình, ăn rất là vô tư, không nói được câu nào cả. Vì đồ ăn ở đây rất là ngon các bạn ạ. Và đồ đặc sản cũng rất là đắt. Hôm nay mình mới được ăn thịt dúi mọi người ạ. Thịt dúi ăn rất là ngọt thịt và mềm, và có cái vị của nó rất là lạ. Và người ta khi thịt người ta lại thui, nên là có cái vị của nó rất là ngon các bạn nhé. Ở nhà ăn đồ nha rồi. Và đây là món dê tái. Bây giờ mình sẽ quấn với gian nem. Ăn rất là ngon. Và sẽ chấm với tương. Đó, ăn rất là ngon và ngọt các bạn ạ. Thịt rất là mềm và ngọt thịt. Ăn rất là béo và ngon. Các bạn có cả vừng nữa các bạn, ngon lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Thịt dúi đặc sản của Bếp Mường ngon lắm các bạn. Được em chén sao? Luôn. Vừa cắn nhá. Rất là ngon. Các bạn ơi, thịt dúi ăn rất là mềm, ngọt thịt, da thì cứ sần sật các bạn nhé. Thế mà có vị thơm của sả nữa, ăn rất là ngon các bạn ạ. Lý do chắc là lần đầu mình mới được ăn nên rất là hào hứng và cảm thấy mùi vị của nó rất là lạ và ăn rất là ngon. Và đây là món rau sắn, không biết là họ ở Ninh với cái gì nhưng mà ngon hơn mình ở nhà mọi người nhé. Ăn ngon lắm và ngọt lắm.
thủy rừng rất là ngon các bạn nhé. Mọi người ơi, đi tham quan tập thể như thế này rất là vui các bạn ạ. Đông người thì cứ mỗi người mỗi câu rồi đùa vui, tếu táo vui lắm mọi người nha. Đấy, hôm nay Hoàng Mai sẽ xuống tầm Kim Bôi Hòa Bình để thưởng thức món đặc sản của Bến Mương mọi người nhé. Có rúi, thịt rúi này, thịt dê xào lăn này, thịt trâu. Mọi người ơi, chúng tôi ăn nếp nương trộn với ruốc các bạn ạ. Ăn có vị rất là ngon vì nếp nương rất là dẻo và ruốc rất là thơm, ăn rất là ngon và hợp khẩu vị các bạn ạ. Rất là nhiều đồ ăn là của nhà mang đi, xúc xích rồi thì hoa quả bánh kẹo đều mang theo vì có các cháu nhỏ mà, thoải mái đồ ăn các bạn nhé. Đoàn của chúng tôi thì gồm có hơn 20 người mọi người ạ, là ba mâm ăn rất là vui vẻ và rất là hào hứng khi đến đây các bạn ạ. Hôm nay bảo nhau bảo là ở nhà mình đã ăn gà rồi thì các loại nhà rồi thì hôm nay xuống đây là ăn toàn đặc sản thú rừng mọi người nhé. Ăn rất là ngon, đồ ăn ở đây cũng rất là ngon các bạn ạ, người ta nấu rất là khéo và chế biến cũng rất là khéo các bạn ạ. Thịt ăn rất là ngọt, thịt và mềm, người nào người đấy là gật gù khen ngon chứ không có phải là người ta nấu dở các bạn ạ. Ngon lắm, cả ngon các bạn ơi, hay là do lần đầu tiên mình ăn mà nó cảm giác nó như vậy nhỉ. Chương trình ăn uống của đoàn chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại Bếp Mường để chúng tôi về khách sạn nghỉ và chuẩn bị buổi chiều đi tắm ở suối khoáng mọi người nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Hoàng Mai đã đi tắm ở cái khu nghỉ dưỡng của người có công tại suối khoáng Kim Bôi Hòa Bình mọi người nha. Bây giờ xin tất cả mời mọi người hãy cùng ngắm toàn cảnh bể tắm của suối khoáng Kim Bôi Hòa Bình mọi người nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ tắm thoải mái vì chúng ta rất là lâu mình không có được bơi mọi người. Nước ở đây rất là mát và ở phía đằng này nó hơi thương người, nó là nó sâu các bạn. Còn ở về phía mé đằng kia mà nó đông người thì là nó đông hơn. Những người mà biết bơi thì người ta sẽ tắm đằng phía sau, còn những ai mà không biết bơi thì sẽ tắm nông hơn, cho nên là đằng kia người ta tập trung đông lắm. Đó, đằng này người ta tập trung rất là đông, có cả trẻ em. Vì đằng đấy là nó nông hơn, tắm nó sẽ không còn nguy hiểm các bạn. Đó, bà ấy nhảy nhiệt tình chưa? Rất là vui các bạn ạ. Đã lâu mới được bơi hết mình và tắm hết mình mọi người nhé. Nước rất là mát. Ơi, mình cứ tưởng là mình không bơi được nữa, nhưng mà hóa ra mình vẫn bơi được mọi người ạ. Khi biết bơi thì xuống nước nó vẫn cứ nổi cái người lên và mình cứ khua chân là nó đẩy người mình đi các bạn nhé. Mình vẫn bơi giỏi lắm, mình bơi được từ đầu biển bên này sang đầu biển bên kia mọi người nhé. Đó, nhưng lúc đấy mình để máy quay ở một góc, mình không có ai quay cho nên là không quay được mình bơi thôi, chứ còn mình bơi được từ đầu bên này sang đầu bên kia. Sau đó mình lại bơi trở lại các bạn ạ. Vui lắm là vui cơ các bạn ơi. Rất là đông người tắm ở đây. Nước rất là trong lành và mát các bạn ơi. Có lẽ chuyến du lịch của đoàn của chúng tôi đến đây sẽ xin tạm dừng. Các bạn hãy xem video vui vẻ và hãy bấm nút đăng ký ở phía dưới và hãy like và bấm vào chuông để nhận những video mới các bạn nhé. Và có lẽ Hoàng Mai sẽ xin tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở các video lần sau nha. Xin chào tạm biệt suối khoáng Kim Bôi Hòa Bình. Xin chào.